Hai mọi người, thị trường cái giai đoạn hiện tại nó giao dịch tương đối là khó khăn đúng không ạ? Thì nay thì em làm cái video nhỏ nhỏ về cái tình hình của ngành bất động sản giai đoạn hiện tại và một số cái cổ phiếu mà thuộc cái gói hỗ trợ tín dụng của chính phủ và 120.000 tỷ, 120.000 tỷ nó có đáng để đầu tư hay không? Đó, thì cái vấn đề đầu tiên ấy, cái câu chuyện trái phiếu bất động sản nó đang vẫn là một cái vấn đề tương đối là nan giải. Nan giải trong cái thời điểm như này đúng không? Đó. Thì nó xuất phát từ cái câu chuyện là cái quy định phát hành trái phiếu nó tương đối là lỏng lẻo trong thời gian vừa qua, nên là những cái lượng trái phiếu mà phát hành trong những cái năm vừa rồi ấy, nó rất là lớn đúng không? Và cái thời điểm của nó đáo hạn ở trong năm 2023 và 2024 là nó khoảng 700.000 tỷ đồng. Đó. Và thời điểm gần đây thì có khoảng 21.000 tỷ trái phiếu là nó đã nhiều doanh nghiệp đang xin default. Và default là gì, là kiểu như là nó xin hoãn trả đó. Thì trong đấy chủ yếu 73% là lượng trả, là do các doanh nghiệp bất động sản họ phát hành đó. Thì nó bao gồm rất là nhiều cái tên tuổi máu mặt như là gì, như là Phát Đạt này, như là Novaland này, như là Hưng Thịnh này, như là Đất Xanh này. Đó, nên là đây giờ nó đang khá là quan ngại. Thì những cái thời gian sắp tới những doanh nghiệp này còn nó có những cái giải pháp nào, hoặc là biện pháp nào để có thể là hỗ trợ chúng nó đúng không? Đấy, thì bây giờ nó cũng có một số giải pháp nhưng mà để thực hiện nó thì cũng khá là khó, và họ cũng đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi. Nếu mà giúp lần này thì về sau ấy, nó sẽ có cái như là cái nó có hiểu, nó có sự bỏ qua lần này ấy, thì nó lần sau sẽ tiếp tục như thế đúng không? Đó. Thì bây giờ thì đang đang dự thảo để sửa đổi lại cái thông tư 65. Đó, cái thông tư 65 xuất hiện trong trong cuối năm ở giữa năm 2021 và bắt đầu công bố vào năm 2022. Thì bắt đầu kể từ khi công bố cái thông tư 65 đấy, nó sẽ quy định về phát hành trái phiếu, nên là để phát hành trái phiếu tiếp ấy, doanh nghiệp gặp vấn đề à, gặp có gặp cái sự khó khăn đúng không? Đó, thì đang kiến nghị là sửa đổi cái đấy đi, bỏ một số quy định tập trung vào cái người mua và cái quy định phát hành trái phiếu để doanh nghiệp có thể là dễ dàng hơn trong việc phát hành nợ đúng không? Đó. Ok, thì đấy là cái biện pháp thứ nhất. Cái thứ hai là có thể là chính phủ sẽ hỗ trợ bằng việc là sao ạ? Là chính phủ sẽ hoán đổi cái trái phiếu bất động sản của những bất động sản đấy lấy trái phiếu chính phủ, có nghĩa là chính phủ sẽ ôm trái phiếu của doanh nghiệp và phát hành lại trái phiếu chính phủ cho người dân đúng không? Vậy thì về mặt đấy thì có nghĩa là gì, là chính phủ sẽ ôm cái khoản rủi ro hơn và sẽ lấy cái khoản trái phiếu chính phủ và trả cho người dân đấy, là hoán đổi như thế. Đấy cũng là một cái biện pháp nó tương đối hữu hiệu để cứu bất động sản. Thứ ba là như mọi người biết rồi ấy, là thành lập một số cái quỹ đúng không, để mục có thể thu thu mua lại trái phiếu bất động sản đúng không? Thì cái vấn đề bất động sản ấy, nó cứu hay không cứu ấy, thì thực ra nó cũng là một cái vấn đề nó tương đối nhạy cảm, bởi vì mọi người cũng biết rồi là bất động sản ấy nó chiếm khoảng đâu đó khoảng 5% của GDP đúng không, nhưng mà tính thêm cả ngành xây dựng thì nó khoảng 11% đi. Nhưng khi mà cái thị trường bất động sản nó ổn định ấy, nó kéo theo rất là nhiều cái ngành nghề nó được hưởng lợi, và những cái ngành nghề đấy thì chúng ta không thể tính được là nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm GDP cả. Cái thứ hai là bất động sản nó cũng là một cái tài sản đã thế chấp, nó tương đối là gọi là tương đối là chắc chắn đúng không, và các ngân hàng sẽ ôm bất động sản nó khá là nhiều, và khi bất động sản họ nó gặp vấn đề thì hệ thống ngân hàng nó chắc chắn nó sẽ cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều. Thì trong cái trường hợp gần nhất thì mọi người có thể thấy là gì, MB và VP Bank ấy, nó đang có hai cục trái phiếu tương đối là lớn sắp đáo hạn. MB nó có khoảng hơn nghìn tỷ là sắp đáo hạn cho năm nay đúng không, và trong dài hạn thì nó khoảng 5.000 tỷ nữa, và tổng cái lượng trái phiếu mà thằng MB nó ôm của Novaland ấy nó khoảng 11.000 tỷ, và thằng VBank thì trái phiếu đáo hạn sẽ là khoảng 9.000 tỷ đúng không, đó tổng lượng thì nó khoảng 10.000 tỷ đúng không. Đó, và khi khi thằng Novaland nó xin default thế thì khả năng là sẽ rời nhóm nợ sang nhóm nợ 3 và ngân hàng bắt buộc phải trích lập dự phòng, và trích lập dự phòng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận đúng không. Thì mọi người cũng biết rồi là những cái khoản trích lập dự phòng ấy, nó sẽ hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp đó, nên là nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới lợi nhuận của
VIBank và MBank trong thời gian sắp tới. Đúng không? Đó là cái vấn đề có liên quan đến bất động trái phiếu bất động sản, đúng không? Còn cái câu chuyện thời gian đây ở hai cổ phiếu là cổ phiếu HQC và cổ phiếu HQC này và cổ phiếu gì? SCR. Đúng không? Đây là hai cổ phiếu mà thị trường đang cho rằng là nó sẽ được hưởng lợi từ cái gói hỗ trợ tín dụng nhằm vào đối tượng là cái phân khúc nhà ở xã hội và nhà gì? Nhà cho người lao động có thu nhập thấp. Đó. Thì sao đó? Thì hai cổ phiếu này nó trong thời gian trở lại đây nó tăng khá là khỏe. Nhưng đấy là chỉ là một cái kỳ vọng, theo em đó là một cái kỳ vọng, bởi vì mọi người biết rồi, trong năm 22 nó cũng có gói hỗ trợ lãi suất 2% nhắm vào một số ngành nghề nhất định, là 40 ngành nghề nhất định. Nhưng bản thân ở trong những cái ngành nghề đấy thì cái nhu cầu mà phải vay vốn nó rất là ít, và cái chi phí thẩm định khoản vay ấy để hưởng được cái mức lãi suất 2% đấy nó khá là cao, nên là cái gói hỗ trợ đấy nó giải ngân được đâu có 1%. Đó, cuối cùng là bao nhiêu cái thông tin kinh tế thì cuối cùng nó chả giải ngân được. Đó, thì bây quay sang năm 2023, nó lại có hai cái gói 110.000 tỷ, 120.000 tỷ, thì có liệu nó có hiệu quả không? Thì cái câu trả lời của em ấy thì em cũng chưa rõ được, nhưng mà để mà nói về cái phân khúc mà nhà gì, nhà cho người lao động có thu nhập thấp và nhà ở xã hội, thì thực ra là những cái thằng nó làm những cái này nó chả có lãi, vì là nhà phải bán rẻ mà làm đấy nó chả có lãi đâu, chả thằng nó muốn làm đó, đấy là nghĩa vụ xã hội nó phải làm. Thế là khi mà cái câu chuyện mà trái phiếu bất động sản nó phát hành nợ nó dấy lên ấy, mọi người có thể để ý một loạt loạt những cái thằng tên tuổi lớn như là Novaland, như là gì Vinhome đi có dự định xây nhà ở xã hội đấy, đó là lý do vì sao họ phải đi xây nhà ở xã hội ấy. Nó có một cái câu chuyện đằng sau đó, vì chẳng thằng nào muốn làm đâu đó. Nên là quay lại cái hai doanh nghiệp như SCR và HQC này, thì cái tình hình tài chính của hai con này ấy, thì em nói thật là em cũng chả được coi cả, vì lợi nhuận bọn này nó gần như là không có. Có thể nhìn đây này, HQC trước đấy. HQC thông tin tài chính. Đây, mọi người thể nhìn qua một chút cái báo cáo luận báo cáo của HQC. Ủa, sao đây nó không ghi nhỉ? Đây. Lợi nhuận loanh quanh khoảng 5 tỷ, 10 tỷ mà cái vốn hóa công ty khoảng 2.000 tỷ. Đúng không? Thì nó đang kinh doanh một cách nó tương đối là không hiệu quả, và thằng này nó làm chủ yếu là có nghĩa là hô hào có dự án thôi, còn cái lợi nhuận thực tế và dự án nó đến đâu thì rất là ít người biết. Đó, chủ yếu là hô hào và cái những lợi nhuận của trong năm qua đấy, 5 tỷ, 10 tỷ, 1 tỷ, 2 tỷ đó, so với một cái vốn hóa công ty của 2.000 tỷ thì nó đang có một câu chuyện gì đó ở đây nó không hợp lý, đúng không? Vốn hóa công ty bao nhiêu? 1.763 tỷ, mà lợi nhuận của công ty thì 10 tỷ với 5 tỷ, đúng không? Mà vốn hóa nó cũng khá to như này. Đó, khối lượng cổ phiếu lưu hành nó tương đối là lớn, đúng không? Có nghĩa là công ty này nó đang có cái việc là thường xuyên là bán giấy lấy tiền đấy. Đó. Nhưng mà lợi nhuận thì nó lại không đi kèm. Đó, những thời gian trở lại đây lợi nhuận nó vô cùng là kém, đúng không? Cho nên là những cái cổ phiếu như vậy ấy, nó đang hưởng lợi bởi kỳ vọng như vậy ấy, thì theo em là nó cũng không nên đầu tư. Đó, không nên đầu tư. Ok, thì trong cái ngày hôm nay ấy, thì mọi người đã nghe được rất là nhiều cái tin về gì cái room tín dụng, đúng không? Cái room mở room tín dụng. Ok, thì nay thì em cũng chia sẻ luôn cái góc nhìn của em về room tín dụng nhé. Vì thực ra cái thông tin room tín dụng này nó là một cái thông tin mà sao ạ? Là chúng ta có thể là gần như là chúng ta sẽ đoán được rồi. Và thực ra cái room hôm nay nó ra thông tin ấy, không biết là tin đồn hay tin thật, nhưng mà sao ạ? Những cái room mà em đọc thì ACB 9,8%, MB 9%, VIBank 9%, TIBank 9,1% và VIB là 9,5%, đúng không? Thì hầu hết tất cả những cả cái ngân hàng quốc doanh thì đều có cái room tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 nó khá là thấp và dưới kỳ vọng, nó dưới 10%, đúng không? Thị trường trong hệ thống ấy hàng năm ấy nó là bao nhiêu?
nó là 14,5 đến 16% tăng trưởng tín dụng hàng năm. Và hôm nay thông tin như thế thì cái thông tin đấy nó cũng khá là dưới kỳ vọng. Cái thứ hai là ngân hàng nhà nước có yêu cầu các ngân hàng phải giảm lãi suất cho vay và giảm lãi suất huy động, thì cụ thể ấy, là bốn ngân hàng quốc doanh giảm 0,2% so với mức lãi suất niêm yết của chính mình, đúng không? Tại ngày 27 tháng 2, và tất cả những ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,5%. Ok chưa? Thì có cái câu chuyện là sẽ là zoom sẽ giảm, nhưng mà với là room sẽ giảm nhưng lãi suất nó cũng giảm, để có thể là nhiều nhà đầu tư có thể tiếp cận được đối với nguồn vốn hơn đó. Thì thực ra cái thông tin như này ấy, thì em cũng nghĩ là hiện tại là thị trường nó cũng có nghĩa là cái thông tin chúng ta có thể là chúng ta đã đoán được rồi, vì năm nào cũng ví dụ sẽ được công bố thôi, nó không phải một cái thông tin tích cực gì đối với thị trường cả, đúng không? Đó, thì thực ra ấy, cái việc giảm lãi suất như này ấy, thì hiện tại nó phụ thuộc vẫn là nhiều vấn đề, chứ không phải là nhà nước yêu cầu ông không phải giảm là ông giảm, đúng không? Nó phụ thuộc vào cái nguồn tiền gửi này, nguồn cái tỷ giá này, đó nó không thể là giảm một cách ồ ạt được, với cả nó phụ thuộc vào cái động thái của Fed nữa. Đó, nếu mà Fed nó tăng lãi suất rất là mạnh thì cái chính sách của chúng ta nó sẽ không có nhiều dư địa để duy trì. Đó là cái vấn đề thứ hai. Đó, nên là cái thông tin hôm nay mọi người nghe thấy thì em đánh giá nó cũng không một cái thông tin tương đối là trung lập thôi, chứ không phải là một cái thông tin quá là tốt dành cho thị trường. Ok chưa? Đấy thì ngày hôm nay thì em cũng điểm sơ qua một chút về những cái tình trạng hiện tại. Đó. Còn đối với thị trường ấy, thì nay thì em nói thật là em chưa nhìn ra điểm mua đâu. Đối với các cổ phiếu thì hầu hết là đang trong một cái xu hướng giảm, và khối ngoại này, đó khối ngoại đang bán ròng rất là mạnh đấy. Thì mấy hôm trước em bảo là mọi người phải đặc biệt để ý cái khối ngoại, vì khối ngoại ở giai đoạn hiện tại nó một cái gì nhỉ, cái đối chặn nó tương đối là nặng đối với thị trường, đúng không? Nó họ đã gì nhỉ, họ đã mua vào những cái đoạn mà thị trường các ông đều có sell hết, cả cái lãnh đạo và cá nhân đó đều có sell hết thì mua ở đây này, đó khối ngoại mua liên tục từ giai đoạn này xuống này, thì lên đây họ bán dòng, có nghĩa là ở đây họ như một cái có nghĩa là gì nhỉ, cái dòng tiền nó đỡ thị trường ấy, và đến đây họ bán thì mọi người cũng phải lưu tâm một chút đó. Khối ngoại bán 2 ngày vừa rồi, à ba cả tuần vừa rồi đều bán luôn, và đỉnh điểm là từ ngày 23 và hôm nay là ngày 27 là bán khoảng 700 tỷ, tương đối là lớn. Đó. Và thị trường thì diễn biến theo chiều hướng cũng là gọi là xấu, các cổ phiếu đều đang trong một cái giai đoạn điều chỉnh. Còn cái khuyến nghị của em giai đoạn hiện tại thì mọi người hãy cầm tiền. Đó. Thì trong những cái livestream vừa rồi thì em bảo mọi người có hàng thì nên cơ cấu đi, cầm tiền ra, cắt ra, đợi thị trường tạo đáy mua lại sau. Đó là cái việc cần làm trong mấy ngày vừa rồi. Đó, còn để đến ngày mai mới cắt thì em thực ra em cũng không biết phải giải quyết như nào nữa. Đó, cơ hội cắt nó tương đối là nhiều rồi. Đó, các cổ phiếu nó đều có những cái cú mà chạm hỗ trợ xong bật lên xong rồi tiếp tục cắm xuống, thì mọi người có thể cắt ở những cú giật lên như thế là điều nó hợp lý thôi, còn không cắt thì nó cũng không còn lời khuyên nào để có thể là gỡ rối giúp mọi người nữa, đúng không? Đó thì chứng khoán chúng ta phải tuân thủ những kỷ luật, cái chiến lược giao dịch mà chúng ta đã xác định sẵn như thế, đúng không? Thì video của em đến đây thì em cũng xin phép kết thúc. Này cũng là ngắn ngắn thôi, thì thị trường bây giờ nó cũng khá là ít cái phân tích, đúng không? Thông tin xấu thì nó đang chiếm 70-80% thị trường. Có mỗi cái tin ngày hôm nay là thêm tin thông tín dụng thôi, nhưng mà thông tin đấy em đánh giá thông tin trung lập, nó không tốt không xấu, năm nào nó cũng có thôi mà, đúng không? Đó, thì nếu mà mọi người thấy video hay và có giá trị thì mọi người tham khảo trong cái quá trình đầu tư, mọi người có thể like hoặc subscribe cái kênh YouTube cho em để em có thêm động lực, thêm thật nhiều động lực để nghiên cứu và đánh giá thị trường cho mọi người. Em cảm ơn mọi người đã lắng nghe.